Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Các bạn nhé. Sáng nay mấy anh em đi thăm lờ cá lóc của mình nha bạn. Con gà cũng 3 ngày rồi. Mấy bữa trước để lâu cũng bị nó quấn vô mấy cái nó chết nhiều quá bạn. Quấn vô mấy cái hôm. Quấn vô hôm rồi nó bị ngọt rồi nó chết. Có khi quấn vô hôm đứt hôm cái nó đi hết nè. Bữa nay mấy anh em đi thăm thì ba hôm trước mấy anh em có thăm lần. Hôm nay đã đặt kỹ lại, hôm nay mấy anh em đi thăm tiếp nha các bạn. Bữa nay kiếm cá chê về làm mắm các bạn ơi. Ăn cá chê trắng ghét ngán rồi sợ rồi giờ đem làm mắm luôn. Mắm lâu dài á. Bắt từ nhà mình thăm dài tới luôn nha các bạn. Bữa mình đặt từ đây. Đặt dài lại đằng kia luôn. Ồ, cái đó trôi ra. Nước nó giật chứ lắm cái này. Nó chất quốc rồi. Dời cái đó đâu đi chứ đó nó nước nó giật một cái là trôi ra ngoài à. Cỏ chịu đâu nổi. Mấy cái chẹt nó chạy giật hết à. Giờ phải gài cho nó vô chỗ mấy cái lùm cây. Không thể lấy cây xịa lại rồi. Nó như mấy đám lục bình đó mà mình nhét tuốt trong nó không mới rút ra được. Quất luôn hả? Nó có nằm xuống dưới không? Sợ nước cạn nằm trên khô á. Đè xuống hả lúc cái lọc không? Cái lọc không? Hai cái chắc quất rồi bạn ơi. Còn ếch nha bạn. Ếch nữa hả? Thọc tay bắt nó ra luôn đi. Bỏ lại. Cái này cái ếch nằm dưới nước suốt vì mình vô được hay được. Cái ếch vậy mà nó cũng lũi vô được chà. Lũi cạn lồi không? Lũi vô. Ếch con thả luôn đi đây. Xíu. Gắn chung. Gắn hả? Gắn chung. Chưa đó luôn. Trời, gắn lũi trời. Được không? Queo luôn. Cái gì hả? Lũi trời. Trời ơi, nó quấn kìa. Ôi, nó xình nó mới bự vậy đâu. Không, gắn được, có thể không ơi. Gắn được tùm lum kìa. Này, lấy cái này nè, đặt lên. Gắn này bự, không có nhỏ đâu. Tính nó dài vậy, nó cũng bự rồi. Gắn
mới có mấy ngày mà nó chết sình luôn. Nó cái hôm này nó xài bằng cái chỉ ni lông các bạn, nên là nó dễ bị quấn lắm. Nghĩ là cái chỉ ni lông này nó mềm rồi con cá nó dễ vô, mềm nó mềm nó vô ngọt, nó không có cộm đó, bởi vì cá nó vô dễ. Gắn cái máu nó còn tươi nè. Thôi nó xình thú quắc cà tươi gì nó không nội đây. Không phải xình đâu ơi, không phải nó bự á, không phải gắn mà xình bự gì đâu, bóp vô cứng nhắc hà thì nó xình, nó có xình nhưng mà gắn nó bự lắm. Đến nó mới có 3 ngày thăm nó chết xình luôn, nó vô là nó quấn liền, quất luôn hả? Hồi nãy giờ quất nhiều quá bạn ơi, nãy giờ thăm trước quất không à. Vậy cá nó không đi sao? Bữa mình giăng câu cũng không có dính gì cho các bạn, không mấy con cá. Nhớ đợt trước giăng câu đặt lò gì nó dính thấy mê luôn, cỡ này đi cá nó không đi. Bữa mình đi trải nghiệm về mình thăm cả chục ngày đó cũng có mấy kilo, chừng 2-3 ký cá. Chứ này thăm không có luôn. Nãy giờ cái chụp cái lò thì không có. Nước nó giật nó rút ghe chạy. Đó. Lửa luôn. Hai con hả? Nãy giờ mới dính được cái nha các bạn. Nãy giờ mấy cái kia chất quốc không. Có con đó cái gai bị bên đây bị gãy thì có tặc á. Bự à? Ừ, có tặc cái gai bên đây nè. Cắt lẩu rồi. Đúng không? Hai lẩu. Bự không? Cái này dắt đâu vậy? Nè, dắt là chỗ gắn đó, gắn đó. Bự rồi hả? Nhưng mà một mặt không đặt gì đâu. Gắn này nó quấn. Nãy nhìn nó quấn là gì á, không có dắt đâu. Em dắt thằng này mặt. Một mặt không sao. Cái đó còn đỡ hơn cái mới vừa rồi. Cái này đỡ hơn rồi. Này gắt con mặt à, chỗ gắn nó chui vô. Nãy giờ mười mấy cái mới dính cái, con ếch chứ con rắn mà con rắn chết. Trường nó bị nhắn ở dưới. Nhắn chìm chứ. Che đó thì nó không có ấy ra được đâu. Để nó bị kẹt ở dưới, nó rút rồi kẹt dưới. Cản hả? Ủa này ai lấy rồi? Ai lấy rồi? Không cây chịu. Yêu ơi. Xung quanh đó không? Coi nó trôi ra ngoài, nó rút ra ngoài. Nó che dưới góc vậy. Mép bên đây nè. Chỗ có dầm đen. Bị bò ngát rồi. Bạc nè. Có không? Bữa nay dính ếch rồi còn bị mắc hết cái lời nữa. Lời nó nằm ngoài trống quá.
như mấy cá trong này là mới bảo đảm được. Cá này đúng chết chê luôn. Chê luôn. Tại hai con kia bự thôi, chê con này chứ con này cũng bự vậy. Đáng là làm được rồi. Ngon hơn cá giăng câu nữa. Bên đó cũng ngon quá kìa. Lấy cái này qua anh đó đặt luôn đi thôi. Bên đó thấy ngon quá kìa. Mấy bên đó đó. Rồi. Ngủ hả? Máng gà vô. Chơi chà bá nữa. Chết giả xác luôn mà. Có cái mấy ngày ha. Mấy cái mấy ngày. Mấy ngày nó dính liền nè. Dắt cho hôm. Rồi cái này cái cuối các bạn hết luôn rồi. Bữa nay quá trời tệ rồi. Toàn là lọc không không à. Cá nó không đi sao các bạn ơi. Giờ mấy anh em bơi dài dài nha. Rồi mấy anh em thâm lợp về tới nhà các bạn ơi. Bữa nay thâm hết dàn lợp có 3 cá chê à. Hình như cá nó không đi các bạn ơi. Mấy bữa thâm mấy ký rồi bữa nay có 3 con. Bữa hỏi mình cắm câu nó cũng dính yếu nữa. Mấy bữa nay lận cá nó không đi thì sao. Dân câu có ăn. Nghe thâm làm mắm nha. Đúng rồi. Chính cá giờ làm mắm mà kiểu này tiêu rồi. Để đây chút chi trưa mấy anh em đi thục hang nha các bạn. Kiếm thêm mít để về làm mắm lượt một. Ở đây mình cũng còn bữa hổm mình giăng câu còn nữa rồi. Cá giăng câu rồi cắm câu nè. Được đây đây cá bị con gì. Cũng được chục con. Bây giờ mấy anh em gom mấy cá chê này mình làm nha các bạn. Làm để hôm nay mấy anh em làm mắm các bạn ơi. Bỏ con lát đi. Được từng chục con nhiều. Để cái gì chiều chiều mấy anh em đi mò làm thêm nha các bạn. Giờ mình làm trước nhiêu đây mình muối trước thôi. Bằng cắt đầu đi. Cắt đầu bữa nay mấy anh em muối làm mắm nha các bạn. Ủ mắm. Mình sập mắm cá chê để dành ăn nha. Cá chê được chết nhiều quá. Cho không hả bạn ơi. Ăn gì chứ. Thả hầm nữa. Đi dùm lum hết. Giờ cũng khó làm. Đây mấy anh em mới nhận được một quà nữa các bạn. Quà của Xuyên. Em Xuyên cũng làm kênh YouTube các bạn. Đợt trước thì em cũng gửi tặng cho mấy anh em mấy bộ đồ với được rồi anh Nghiệp cũng có đặt của Xuyên mấy chục cái áo nữa bạn để cho mấy anh em mặc á. Đợt này Xuyên cũng làm rồi gửi xuống cho mấy anh em. Mấy anh em mấy cái áo nè. 6 cái, người 2 cái nha các bạn. Cái này Xuyên in nhiệt nha các bạn. Chuyển nhiệt nè. Cái này thì nó không có bị chóc nha các bạn. Cái này là bền. Xài nó không có bị chóc. 6 cái áo cho 3 anh em, người 2 cái. Tại có mấy cái trước in nó ép chuyển nha các bạn. Thì có cái thì nó bị chóc. Tại ép chuyển qua thì nó mấy cái đó nó đẹp thiệt nhưng mà nó dễ bị chóc. Còn cái này ép nhiệt này là thiên thu luôn, chừng nào rách áo rồi thôi. Thì nhân đây anh cũng cảm ơn Xuyên rất là nhiều nha. Đã gửi tặng cho mấy anh em mấy cái áo để đi làm. Thì anh chúc kênh em ngày càng phát triển nha Xuyên. Đây cỡ này đồ nhiều các bạn ơi. Đồ đi làm anh em mặc thoải mái luôn. Đây mấy cá mấy anh em mới làm nha các bạn. Này mình phải rửa sạch các bạn. Rửa sạch rồi
rửa nước muối đồ lại cho nó sạch sẽ rồi mình mới bỏ vô mình muối. Này muối bằng muối hột mấy anh em mới đâm ra. Này mới có một ít ra mà để chiều mấy anh em đi mò đó là mình mới làm thêm nữa bạn. Vậy giờ mình muối ở ngoài trước. Nhưng mà thấy đủ rồi đó là mình mới đưa vô khạp nữa bạn. Rẽ nó ra luôn, để muối cho nó màu thấm. Cấp thẩm mấy chục con thôi mà. Thầm quá mấy ký đô. Bây giờ muốn bắt làm mắm cái thầm rồi, có rồi. Không nhân câu không cũng cho đóng. Nước lạnh quá không đi hay sao? Ừ. Nước lạnh quá cá nó không đi. Cá thì có mà không đi. Mấy cái lần chỉ máu này kia mình cũng lấy sạch sẽ các bạn. Chỗ cái lần chỉ sống của nó mình lấy ra hết để cho nó tanh các bạn. Lấy mình rửa sạch mình làm. Mấy năm nay không có làm khô rồi không à, muối chiên rồi giờ nhiều rồi làm mắm rồi. Mấy bữa nhiều rồi, không làm rồi bữa nay ít làm. Ở chiều mấy anh em rửa nước lồng mới đi sụp hang các bạn. Mấy anh em rửa cái khạp nha các bạn, cái khạp da bò nhỏ rồi để mấy anh em muối. Rồi. Hơi bị ấy, còn miếng nước không này. Đồ lâu lâu. Đây cái khạp mắm rồi bạn. Giờ anh em rửa khô rồi thôi. Giờ chuẩn bị muối nha các bạn. Muối cái mắm này thì anh em muối bỏ vô đây trước rồi chiều mấy anh em sẽ đi thục hàng cá bắt thêm về mình bỏ vô luôn cá một nha các bạn. Bỏ vô luôn rồi mình làm ém kính lại luôn. Và trước tiên bỏ muối vô đáy khạp trước. Này, muối hột nha các bạn, mình đâm vô cho nó hơi nhỏ ra. Nhuyễn ra, miếng này thôi. Mình nhiều muối đi, tại không sợ mặn đâu. Rồi chắc cá lên ha. Úp xuống đi. Mấy con lớn ở dưới. Nào, gãi thêm lớp nữa. Này mình có nhiêu mình làm trước nhiêu nha các bạn. Như chừng nào mình chắc chiều mấy anh em đi thục hang mò cá rồi bắt thêm rồi về làm rồi ém vô thêm. Lần đầu tiên nè. Rồi, nhấc mối lên thêm. Này banh banh con cá ra được thì nữa nó sẽ nằm thẳng ra nó đẹp. Xếp xếp nó quá nó cong. Nó hồi muối xong là nó cứng dữ lắm. Này giờ mình rải muối gì rồi bắt đầu là mình mới bọc mình ém lại nha các bạn. Ém ở trên nè, đè ở trên. Nói chung là nhắn xuống không, nhắn ém sát.
này mình làm tạm thời thôi, này đặng mình bắt thêm mình làm nữa nha các bạn, chứ cái này ít lắm, mỗi lần làm hũ mắm này cũng lâu lắm các bạn. Thì mình cũng xem trên mạng mình làm thôi nha các bạn. Thì cái này như cá mình làm xong vậy đó, rồi bắt đầu mình ủ vô, muối mình rải lên vậy đó. Cái mình lấy một miếng cao su này nè, đó, cái bắt đầu mình để trên mặt, chùm trên mặt lại rồi bắt đầu mới rải muối tiếp tục nha các bạn. Rải muối trên mặt này luôn. Rồi cái này khoan để tại chiều mình làm thêm nữa. Mình nói vậy thôi. Cái này nó gì các bạn, cái bắt đầu cá mình cứ chắc lớp lên. Bắt đầu mình rải muối, mình đè cái đó. Xong cái đầu mình để nắp lại thôi, để nắp lại kính lại thôi. Thì mình để khoảng nửa tháng trở lên nha các bạn. Từ 15 ngày trở lên 20 lâu cũng được. Thì theo lúc nào mình nhớ thì mình gỡ thôi, nhưng mà phải trên 15 ngày nó thấm cá nha các bạn. Xong rồi bắt đầu lúc đó mình mới lấy ra mình rửa lại. Lấy ra rửa sạch con cá lại, phơi cho nó ráo khô mình mới vô thính nha các bạn. Vô thính là lúc vô thính xong rồi mình mới ém. Ém cho nó cứng để khoảng chừng 3 tháng trở lên các bạn. 3 4 tháng gì đó mà mới lấy ra à, mình mới như à, mình lấy ra rồi nước đường các bạn, mình nấu nước đường đó. Mình rưới lên. Rồi mình mới vô hũ mình để dành ăn. Rồi trước tiên mấy anh em làm gì là đặng chiều mấy anh em đi bắt thêm nha các bạn. Bắt thêm làm cho đầy khạp này. Mỗi lần làm tới mấy tháng trời nó để dành ăn cả năm. Dành đi kiếm cá cha chứ. Cái này ăn nguyên con ngon mà. Chân à? Ừ. Kho, mắm kho. Mắm chân. Bây giờ mình đẩy lại đi, về chiều mấy anh em sẽ đi thuộc hàng cá chê tiếp nha các bạn. Đẩy lại cho kính được để mấy anh gùi chui vô rồi nó. Rồi. Như cái hũ mắm của mấy anh em xong nha các bạn. Thì chút nữa mấy anh em sẽ đi thuộc hang tiếp tục đi kiếm cá chê các bạn. Rồi về làm rồi mình bỏ vô hũ mắm tiếp. Thì video sáng giờ mấy anh em đi thăm lời nè. Mà bữa nay thất bại tính đâu là nhiều làm cá một luôn. Ai ngờ thất bại phải chờ đi thuộc hang kiếm cá thêm. Bữa trước mấy anh em giăng câu với cắm câu cũng được 6-7 con vậy các bạn. 7 con, bữa nay mình thăm lờ được 3 con nữa mấy anh em làm luôn. Muốn thì video đi thăm lờ về thăm lờ bắt cá chê về mấy anh em ủ mắm. Đến đây chắc Phương cũng xin kết thúc. Giờ xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Giờ chuẩn bị một chút mấy anh em đi thục hàng cá nha các bạn. Có cá lóc bỏ vô càng ngon nữa.